Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Ninh Thương Hiệu. Ninh Thương Hiệu chuyên gia huấn luyện bán hàng thực chiến, chuyên gia phát triển cá nhân. Sáng hôm nay có một chủ đề vô cùng hay của Napoleon Hill, một người cha đẻ của thành công học. Tất cả các tác phẩm văn học của ông, trí tuệ của ông được xếp vào hạng nhóm là nhóm sách của thành công học, là chỉ ra con đường thành công dành cho tất cả những ai muốn nỗ lực vượt qua bản thân mình để có được những điều mà mình muốn ở trong tương lai. Vì thế, bộ môn thành công học là cha đẻ của thành công học phải nói đến Napoleon Hill, người đã tạo ra 1 triệu tỷ phú ở trên thế giới. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng đến với công thức của ông, tại sao ông lại có một công thức mà rất nhiều người loay hoay đến hiện giờ bây giờ vẫn chưa có thể tìm được ra con đường của chính mình. Vì vậy ngày hôm nay Ninh cũng chia sẻ với mọi người luôn công thức thành công học của Napoleon Hill. Để mà mọi người thực sự mà có được sự thành công thì mỗi một người có một định nghĩa thành công khác nhau, nên không có bàn tới thành công là gì ở đây, mà nên chỉ muốn bàn với tất cả các bạn. Vậy con đường bạn đi đến thành công, bạn đã có công thức chưa? Bởi vì mọi thứ đều có công thức, khẳng định với tất cả mọi người như vậy. Cái gì cũng có công thức, hạnh phúc cũng có công thức, thành công cũng có công thức, và bán hàng cũng có công thức. Nếu người nào tìm ra công thức, người ấy sẽ thực hiện công việc đó nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng mà công thức của việc học tập đó là you are fun before you learn. Bạn phải vui thì bạn mới học được. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không đến với một ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Ủa, nhạc sĩ Văn Cao. Ok. Bây giờ bài Mùa Xuân Đầu Tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao là một bài hát nó mang một cái hơi thở của mùa xuân rất là tuyệt vời ạ. Ninh sẽ cùng với mọi người để thưởng thức là Mùa Xuân Đầu Tiên. Mùa Xuân Đầu Tiên. Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao đây. Dắt diều mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một tia nắng cho bao tâm hồn. Rồi dắt diều mùa xuân theo em về, người mẹ hiền nhìn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây đang long lanh long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trên đôi vui đầu tiên, ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Diều mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa ven sông, một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Lại dập dập mùa xuân theo em về, lại dập dập mùa xuân theo em về, lại dập dập mùa xuân theo em về. Đây là mùa xuân đầu tiên sắp đến
sắp Tết đi rồi rồi, có khí thế xuân tí. Thì bài hát đầu tiên là bài hát Mùa Xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao. Bài hát thứ hai thì không được vui như thế, bài là Tết nay con ông về. Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy hoa đào nở vàng bên nương, năm ngoái con về làm cái máy giặt, không biết lần này về nữa nhà ta sẽ mất cái gì đây. Biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi, năm tháng trong trại chẳng ai đến thăm, sáng sớm ra ngoài ghẻ đá, chiều ăn cơm nhớ mẹ nhớ nhà. Nếu con không về mẹ đừng tìm con nữa, cái tội nghiện không bỏ được đâu, mẹ và con không nhìn mặt nhau. Vào ngày 30 mẹ ra đến thăm, bố mẹ ra đến tủ đón nó, con buồn thiếu đi quanh xó nhà. Con nghiện cả nhà không vui. Cái Tết sắp đến nơi rồi. Nói hát vui một cái bài hơi buồn một tí thôi. Thì bây giờ Linh đến với cái nội dung cùng với mọi người đến một cái nội dung. Bây giờ thì còn rất nhiều người vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh dậy. Thì bây giờ Linh cùng với mọi người đến với một cái công thức của thành công học của Napoleon Hill. Đây là một cái công thức mà Linh nghĩ rằng nó rất là giá trị, thì chẳng có lý do gì mà để không chia sẻ cho mọi người cả. Nào, bây giờ thì mọi người cùng đến với phần chia sẻ của Linh thương hiệu. Để mà các bạn, để mà có thể có được một cái thành công trong cuộc sống thì luôn luôn các bạn phải xác định rằng thành công không phải là thứ dễ dàng. Không phải là thứ mà các bạn cứ lao đầu và chăm chỉ làm mà được. Mà đôi khi những người thành công người ta thường nói rằng là có sự may mắn. Đúng là có yếu tố may mắn, giống như Khổng Tử cách đây hơn 2.500 năm nói rằng là khi mà ông có nói một cái câu về mưu cầu vô ích, đó là gì? Thời vận mà không thông thì mưu cầu vô ích. Vậy thì nếu như chúng ta cứ phải chờ thời vận mà nó hanh thông thì chúng ta mới phấn đấu thì toài mất rồi. Vì vậy ngày hôm nay trong một cái khía cạnh về thành công học của Napoleon Hill thì mình muốn chia sẻ với mọi người một công thức khá là thú vị để giúp cho mọi người có thể học hỏi được một chút gì từ một cái ông tổ của lĩnh vực thành công học. Đầu tiên, để mà mọi người thực sự xác định được thành công thì mọi người phải hiểu định nghĩa của mình thành công là gì. Định nghĩa của mình thành công là gì, và mình chia làm chốt chặng 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Nghĩa là chúng ta phải hiểu được mục đích và mục tiêu. Thì cái này ấy, thì bước 1, Napoleon Hill nói rằng nếu như mọi người muốn thành công, mọi người phải có định nghĩa thành công của mình. Ở đấy người ta, ông Napoleon đang nói đến mục đích. Và chúng ta phải chia làm chốt chặng và có thể đo lường được một kết quả rõ ràng là năm nay tập trung vào cái gì và đạt được cái gì. Nếu không đạt được nó thì coi là chưa thành công. Đó là mục tiêu. Vì vậy bước số 1 mà chúng ta vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải nắm rất vững, đó là số 1, mục đích và mục tiêu. Số 1 là chúng ta phải biết rất rõ về mục đích và mục tiêu. Tôi sẽ để sát lên dưới đây cho mọi người. Sát này hơi khó. Có gì?
Ok, cái này nhìn dễ rồi. Mọi người cần phải nắm rất rõ về mục đích và mục tiêu. Ở đây thì sau quá trình huấn luyện thì Ninh cũng chia sẻ thật với các bạn, có rất nhiều người không hiểu sự khác nhau giữa mục đích và mục tiêu. Mục đích là điểm đến. Ví dụ như chúng ta sẽ đi du lịch bằng ô tô vào Đà Nẵng, chúng ta lái từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, thì mục đích của chúng ta là đi du lịch. Thì mục đích của du lịch có hai loại du lịch, một là du lịch trải nghiệm, hai là du lịch hưởng thụ. Vì mục đích của chúng ta là đi hưởng thụ thì chúng ta tìm những điều kiện tốt nhất để chúng ta tận hưởng và relax, để cho nó thoải mái, very comfortable. Nhưng mà khi nếu như chúng ta mà đi mục đích của chúng ta là đi để trải nghiệm thì chúng ta phải chấp nhận ăn kham ăn khổ, hoặc là trèo đèo lội suối là có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Đấy, ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu là du lịch, mục đích ý, chúng ta có mục đích là đi du lịch trải nghiệm hay du lịch về việc tận hưởng, thì chúng ta có mục đích rõ ràng rồi. Nhưng chúng ta xác định là đi trong 3 ngày hay 5 ngày. Ngày thứ nhất đi từ Hải Phòng vào Đà Nẵng lái xe vào, ngày thứ hai đi vào Hội An chơi, ngày thứ ba chơi Đà Nẵng, ngày thứ tư là chúng ta lái xe về Huế, ngày thứ năm chúng ta về Hải Phòng. Chúng ta đưa ra những chốt chặng cụ thể ăn ở ngủ nghỉ chi phí, thì đấy là mục tiêu. Mục tiêu là phải đo lường được, nhưng mục đích thì không đo lường được. Mục tiêu là định lượng, mục đích là định tính. Cái điều này bạn phải phân biệt rất rõ ràng. Vì vậy thành công theo Napoleon Hill là người đầu tiên phải thiết lập được mục tiêu và mục đích rất rõ ràng thì mới giải quyết được bạn sinh ra ở cuộc đời này để làm cái gì. Bạn sinh ra ở cuộc đời này bạn có mục đích là gì? Mục đích cuộc đời của bạn là gì? Nếu được chọn một công việc từ bây giờ đến cuối đời thì mục đích của bạn là gì? Sống để lao động, để làm con trâu suốt một cuộc đời, để rồi thì không bao giờ được biết được đam mê, sở thích, không biết được giải trí của mình, không biết được giá trị tinh thần của mình là gì. Thì mục đích sống của bạn rất là nghèo đó. Đấy là việc thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ hai, sau khi mục đích mà mục tiêu rồi, rõ ràng rồi, thì chúng ta đến với một cái phần thứ hai, đó là khát khao. Khát khao đủ lớn. Số 2. Khát khao và đủ lớn. Nếu như nói, có thể nói rằng ô tô chạy xăng bây giờ thì xăng là một trong những nhiên liệu để cho ô tô có thể vận hành được. Ô tô điện thì sạc điện có thể là vận hành được. Điện thoại thì sạc pin có thể vận hành được. Vậy cuộc đời này của chúng ta muốn đi đến thành công buộc chúng ta phải có khát khao đủ lớn. Tôi vẫn nhắc lại câu chuyện của Lê Đặng Nguyên Vũ, nói rằng người Việt Nam mình thi toán lý hóa, thi các loại bộ môn đều rất là giỏi, thuộc vào nhóm có kỹ năng cứng đỉnh cao. Nhưng trên thực tế khi tham gia vào trở thành công dân quốc tế, có thể sống, học tập và làm việc ở bất kỳ nơi đâu, thì ngoài việc sốc văn hóa, ngoài việc phải sốc về ngôn ngữ, thì người ta còn sốc về cái kỹ năng của người Việt. Học rất giỏi nhưng làm rất dở. Chính vì vậy tại sao Việt Nam mình vẫn còn chưa có thể vươn lên thành những cái top ở châu Á, top đầu ở châu Á, là bởi vì chúng ta khát khao chưa đủ lớn. Khát khao chưa đủ lớn, tạo ra động lực chưa đủ lớn. Nếu như khát khao đủ lớn, người ta có thể nói là, phải nói là khát vọng đủ lớn. Khát vọng vươn ra biển lớn. Khát, trong cơn khát mọi người lao lên thì đi tìm nước. Bởi vì không tìm được nước mọi người sẽ chết. Vì vậy khát khao phải lao lên để đạt được mục tiêu, không đạt được mục tiêu sẽ chết. Vì vậy phải có tham vọng, phải có khát khao, chứ không được tham lam. Điều này rất quan trọng, khi khát khao đủ lớn thì bạn mới có thể có động lực để vượt qua được tất cả mọi khó khăn, trở ngại và rào cản ở phía trước. Đây chính là bí quyết mà Ninh muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Ví dụ như Ninh là một con đường đi từ một người công nhân trở thành một doanh nhân, trở thành một người đi đào tạo, huấn luyện, phát triển cá nhân, là tại vì cuộc đời của Ninh nó có quá nhiều những gồ ghề và sứt sẹo. Nhưng có một thứ vô cùng lớn luôn ở bên mình, không phải là cái gì ngoài sự khát khao rất lớn. Khát khao được vượt qua chính mình, được trở thành một người thành công theo định nghĩa của riêng mình, để có được một chút tiền bạc để lo được cho gia đình, có được một chút danh tiếng để tự ấm cho thân mình, để bố mẹ mình có thể tự hào. Đó là thành công của riêng Ninh. Phải cân bằng cuộc sống để duy trì được gia đình hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Đó là thành công của Ninh. Và cũng không phải có một cái tham vọng quá lớn rằng mình phải có một cái biệt thự thật là to, có một chiếc xe Rolls Royce vài chục tỷ, có một công việc thu nhập khoảng vài chục, 5-70 tỷ một tháng. Không phải như vậy.
Nói như vậy không phải để cùn ý chí, nhưng khát khao đủ lớn, lớn so với mình. Phải vừa sức mình, nếu nó quá vượt quá sức mình thì mình lại rơi vào cái bẫy của sự tham. Và tham lại là khổ. Vì vậy chúng ta phải có một cái mục thứ hai, đó là khát khao đủ lớn. Khát khao đủ lớn. Và tôi là chuyên gia đi phân tích sự lãng phí của con người và phát triển cá nhân, cho nên tôi phân tích rất nhiều. Nếu bạn nào bị lãng phí thì tôi sẽ biết ngay. Đó là mục thứ hai. Giờ đến mục thứ ba thì làm sao ạ? Kiên trì đủ lâu. Số 3. Vậy thì để mà thành công được, Napoleon Hill đưa ra một công thức tuyệt vời. Có rất nhiều bước, nhưng mà tôi xin lọc lại là có 3 cái bước như thế này. Một là mục đích, mục tiêu phải rõ ràng, phải có mục tiêu. Vì tôi vẫn cứ viết một cái poster là gì ạ? Kẻ mắt sáng mà không có mục tiêu là kẻ mù. Người mù mà có mục tiêu là người mắt sáng. Đấy chính là cái câu nói rất là tuyệt vời ạ. Mục đích, mục tiêu phải rõ ràng, khát khao phải đủ lớn, kiên trì phải đủ lâu. Cái này có thể tổng hợp lại thành một câu nói là như này: muốn thành công thì phải có được 3 chữ, đó là đúng, đủ và đều. Đúng. Đúng. Đủ. Đủ. Đều. 3 chữ này quyết định thành công của bạn. Tại sao lại phải đúng, đủ, đều? Đầu tiên phải thiết lập, phải có kỹ năng để thiết lập mục tiêu, phải có kỹ năng để xác định được mục đích là đúng. Ví dụ như năng lực của mình, cái sở trường của mình là về một lĩnh vực kinh doanh mà mình lại cứ nghiên cứu lao đầu vào kỹ thuật, thì đầu tiên đó là bị sai ngay từ cái cúc áo đầu tiên rồi. Khi bạn cài lệch như vậy thì làm gì có cửa. Vì vậy điều đầu tiên phải xác định được mục tiêu, mục đích đúng, sở trường của mình, tránh xa sở đoản. Thì các lựa chọn của mình về công việc, lựa chọn của mình về sở trường, lựa chọn về mình của mình về những người bạn, những đối tác và những lĩnh vực kinh doanh, thì những người thầy và những nhà huấn luyện đúng thì đã cái cúc áo đầu tiên cài đúng rồi. Thứ hai là phải đủ. Đủ là gì ạ? Phải đủ khát khao, đủ kiên trì, đủ lâu, đủ. Đây nó thể hiện chữ đủ. Nghĩa là ví dụ như kháng sinh để uống 5 ngày thì khỏi ho, nhưng uống 2 ngày đã không thấy đỡ là bỏ rồi. Thế thì làm sao mà được? Chạy cách đích còn 10 mét nữa thôi mà lại bỏ cuộc thì là vứt rồi. Vậy đủ còn phải đều. Đều là duy trì sự kiên trì của bạn. Đến đúng, đủ, đều là một công thức thành công của Napoleon Hill. Mình sẽ làm cho mọi người thay đổi lại suy nghĩ của mình rất nhiều trong câu chuyện về thành công trong cuốn sách và tuyển tập về một loại khoa học đào tạo, đó là thành công học. Thì Napoleon Hill luôn nhắc tới thành công có công thức. Vì thế nếu ngày hôm nay bạn thấy công thức này mà bạn chưa thiết lập được mục tiêu, mục đích mình rõ ràng, chưa xác định khát khao đủ lớn, chưa xác định được kiên trì đủ lâu, chưa làm được công thức đúng, đủ, đều, thì chắc chắn rằng bạn khó có thể thành công. Mục đích, mục tiêu không rõ ràng, bạn giống một con quăng quăng, giống được quả pizza bị trục chọc đi đâu thì lăn vào đấy. Khát khao chưa đủ lớn là bạn đi vào Đà Nẵng nhưng bạn chỉ đổ có 20.000 tiền xăng thì 1 lít thôi, thì bạn chạy được khoảng tầm mấy cây là bạn đã phải dừng lại rồi. Kiên trì cũng đủ lâu là bạn khi gặp khó khăn làm sao mà bạn có thể vượt qua nó được và có niềm tin được. Cho nên bạn sẽ bị đứng ở cách vạch đích thành công quá xa. Đó chính là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay với tất cả những ai khát khao mong muốn được thành công. Hãy áp dụng công thức 3 bước để thành công. Bước 1 là xây dựng rất rõ ràng mục tiêu và mục đích. Bước 2, xác định động lực, khát khao đủ lớn. Bước 3, kiên trì đủ lâu. Đúng, đủ, đều là công thức Napoleon Hill đã tạo lên truyền cảm hứng cho 1 triệu người trên thế giới đã trở thành tỷ phú. Và ngày hôm nay công thức này nếu bạn thấy hay hãy viết xuống những cái thứ tuyệt vời mà bạn học được. Hãy like, hãy share những cái kiến thức mà bạn học được. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Giờ đã đến lúc mình phải nói lời chia tay với các bạn. Cảm ơn các bạn. Hãy nhìn thấy công thức, hãy chụp, hãy sao chép công thức này lại. Mình sẽ chụp ảnh màn hình gửi cho các bạn, hoặc là các bạn sẽ ghi chép lại hoặc chụp ảnh màn hình để comment xuống bên dưới để mọi người cùng biết kiến thức của sự thành công. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. See you again. Giờ lúc mình phải tắt live stream.